lễ nhìn rất là vui vẻ chứ sao. Trời, mặt vui lên tôi luôn. Thôi mời chú rể vui vẻ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Quang Thắng, em 30 tuổi, em làm kinh doanh. Em tên là Lê Thị Kim Liên, năm nay em 26 tuổi, em làm nhân viên sale. Tôi nghĩ chắc ở nhà của bạn không bao giờ bạn buồn chồng bạn đâu, đúng không? Bởi vì bạn có để hai cái mặt giống nhau không vậy? Giống nhau. Em gặp chồng em á, em có cái ấn tượng giống như anh Quốc Thuận gặp chồng em không? Dạ không, em đâu có thích ổng, ghét lắm. Lúc đó em xin việc làm thêm, thì ảnh là quản lý của cái karaoke đó, là của gia đình. Em tập máy tính tiền, thì ổng ngồi kế bên, ổng chỉ trỏ. Em liếc vậy nè. Gặp gái khác thì khác, còn gặp em ấy lầm lì lì, không nói chuyện. Lúc đó em phải coi lại mặt em. Trời ơi, chẳng mà còn mặt lạnh như băng vậy á. Chưa có ấn tượng gì gọi là tốt hết á anh. Hai bạn ấn tượng nhau khi nào? Dạ, đến lúc mà vợ em lúc xin nghỉ, ngang á. Thì cái ngày hôm đó em nghỉ thì ảnh mới vô tình gọi điện thoại cho em thôi. Liên ơi, sao em nghỉ vậy, có buồn phiền chuyện gì không mà tự nhiên nghỉ? Thì em nói dạ không, tại vì sếp em gọi điện thoại kêu em đi làm rồi nên là em xin nghỉ. Nghe giọng điện thoại nghe nó dễ thương mà nó thánh khót này lắm mà nhí nhặn nữa. Em mới quyết định á, em nhắn tin em hẹn đi uống cà phê coi sao. Rủ bên em đâu, rủ theo bạn. Sao mình nói với em đi nè, cái bạn đó là bạn gái cũ của anh, bây giờ có chồng rồi mà còn thương anh lắm. Chiêu này là chiêu lạ đó. Rồi còn ổng thì giới thiệu em á với bạn của ổng á, em gái của anh nè, thấy giống anh không? Thì ổng đáng xẹn vậy đó, em không ưa nổi, thì làm gì mà có cái gì thương. Nhưng mà cuối cùng đến bao giờ thì em mới ưa ổng? Dạ sau cái chuyến đi Vũng Tàu. Ủa đi Vũng Tàu là sao tự nhiên? Tại vì công việc của em có chút rắc rối, em buồn. Em nhắn tin là anh ơi em buồn quá, mình đi Vũng Tàu đi. Ổng gửi là ok. Em nói chết cha chưa, bây giờ ok rồi đi thiệt. Em thích xem đua chó rồi đó. Thích xem đua chó Thì em nói ok thôi, mà biết vợ em nó nghĩ sao thôi, nghĩ ông này móng vố đòi đi với mình hay là sao. Ổng lại em thiệt. Do tới đó em nghĩ là ở chung khách sạn thì mỗi người một phòng. Hôm đến mà tiếp tân hỏi là anh ơi mướn mấy phòng? Dạ một phòng. Em run mà em đứng lên run mà em nói chết rồi, có chuyện gì xảy ra không? Như anh mà đi với người con gái khác ăn mướn mấy phòng? Một phòng mới mua mướn phòng. Sao nữa, hồi hộp quá. Xong em đêm hôm đó thì ngủ là bình thường. Như vậy là cái người này chơi chiêu quá hay. Cái này gọi là cố ý cho thương nói chị. Sau đó là cũng thương là vì cái việc đó đúng không? Dạ. Rồi xong thì sau đó một thời gian thì tụi em đi đăng ký kết hôn. Không ai biết hết. Nhưng mà quen được bao nhiêu lâu mà đi đăng ký kết hôn? Dạ 6 tháng. 6 tháng đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ. Nhưng mà lý do gì em phải đăng ký kết hôn sớm vậy? Trong cái thời gian chuẩn bị kết hôn thì tụi em thì cũng sống chung. Thì tụi em sống chung mà cũng kiên cử. Xong mà về ở thì sao, trong khi đó thì lỡ có một lần thôi mà dính mà em nói là em không phải, em có bầu đó, em bị bệnh. Em đi bác sĩ, em nói là bác sĩ con bệnh, con ói, là con sổ mũi, con nhức đầu, con chóng mặt. Bác sĩ nó có bầu rồi đó. Không, không phải đâu, con kiên lắm nào, không có bầu đâu, nó có bầu rồi đó, đi về đi. Thế lúc mà cầm cái que lên thử, muốn té xỉu trong toilet rồi. Tại kiên kiểu gì mà dính bầu bà nãy? Dạ, tại lỡ nhìn lại có một lần thôi mà lại dính. Lỡ dại một lần mà dính. Còn ổng thì chói, ổng là không có đâu, làm sao mà có được, có một lần làm sao mà có được. Ổng chói là mãi rồi đến khi mà hai vạch ổng mới tin. Rồi bây giờ là em bé được dạ 3 tuổi mấy rồi ạ. 3 tuổi mấy. Ba tuổi mấy. Cái chuyện của hai bạn là sau hôn nhân có gì vui giống như trước hôn nhân không? Tại cãi nhau nhiều lắm. Ổng nóng tính, bực chuyện gì không nói, không giống như là không ai vũ phu mà lắm tức vợ, không làm gì được. Tắm vô tôi. Tắm xong mà nhõng nhẽo mà. Đau quá. Rồi giỡn lại xoa vào nóng không? Không, em nói làm đâu, em nói đáng đời. Xong rồi nằm ngủ. Ngủ xong ngày em sao giận, không em mặc vợ luôn, bỏ đi xong em giận lại xong mới năn nỉ. Rồi bây giờ nè, vợ em có tật xấu gì? Là bà tám, và thứ hai là hay cằn nhằn em. Hay cằn nhằn. Thứ ba? Dạ, nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo. Có thứ tư không? Cái này em không biết phải tật xấu mẹ, ngày nào về làm bao nhiêu em đưa hết, móc là móc đủ 4 túi luôn, không chừa túi nào hết. Hồi đó em lục túi sau thì em chứ ông giấu túi hôm trước. Thế rồi cái tật xấu của chồng em là cái gì? Không biết phụ vợ chăm con. Lúc mà em sinh á 3 tháng rồi mới ẵm con trên tay, ẵm mà luôn thế này nè. Ẵm thôi, ẵm một tư thế thôi. Em thấy em bé nhỏ quá, em sợ. Sợ nó gãy đúng không? Dạ, sao? Em không dám bế. Nên chỉ có lực thôi. Dạ. Bây giờ nè, chị hỏi thì là tới thời điểm này là tụi em cảm thấy cái hôn nhân của tụi em hạnh phúc không? Dạ, cũng hạnh phúc mà nhiều khi cũng bỏ chồng lắm. Bầu bì sinh nhật có nhắn tin vậy nè. Chúc mình sinh nhật vợ nha. Không có quà, không có hoa, không có gì hết. Không có bánh kem luôn. 4 năm liền cưới nhau thì không có gì hết.
hay cả thằng giả nữa. Thằng giả hả? Dạ. Chồng bữa nay mới biết một cái chuyện biết kỳ quá. Trời ơi, trời ơi. Hồi xưa á, lúc mới quen nhau á, vợ em kể là vợ em thích thằng giả thôi. Thì em nghĩ vợ em thích thằng giả thôi. Em nói nè, trời ơi, anh nhìn ta kìa. Ủa sinh con xong rồi chồng tặng cho 4 cục kim cương. Xong rồi thì ổng nói ừ để từ từ anh tặng em. Xong đêm hôm đó ổng đem về ấy, ổng nhắn tin cho em, anh có quà cho em. Thì mình nói trời nay ổng đi mua quà cho mình không biết cái gì. Ổng kêu em là sáng mở ra xem nguyên cục luôn bự vậy nè. Mà ổng lụm ở trong cái áo hay cái quần hay cái kẹp gì đó. Ổng nói là đi làm nhẫn hay này kia. Em cầm lên em soi em nói là cái cục này lụm nè. Xong quê quê xong dạ thiệt chứ đâu dạ giả trời ơi chuyên gia luôn. Lần hôm sau nó là lụm chiếc lắc vàng ở đâu về lụm. Tặng em anh tặng em nè, nó đứt một khúc rồi. Xong ấy em mới lấy cái đồ em chạy nó ra đen hết trơn, đen giả không luôn. Rồi chở vợ đi ngoài đường cái nhìn ở dưới đất có gì ống anh em xuống vàng lớn vàng lên rồi bắt em xuống tưởng đâu cái gì nữa ông anh nguyên cái cọng dây sức nó là dài không kìa là làm em quê giữa đường chuyên gia luôn. Trời ơi, thực ra lần đầu tiên chị gặp một cặp vợ chồng mà có một cuộc sống quá là lạ lùng và vui vẻ như là vợ chồng em đó. Thực sự là cái kinh nghiệm này là chị chưa có. Nói chung là tôi rất là hài lòng về cái chi tiết lụm vàng. Thực ra là mỗi bạn đều có một cái cá tính quá là mạnh mà cái sở thích cũng quá là đặc biệt đi, đúng không? Cho nên bây giờ theo tôi là cái cuộc sống của hai bạn tự điều tiết đi. Ví dụ như là muốn chồng lãng mạn, muốn chồng tặng quà đó thì chừa cho một con đường á, chừa cho một cái khoản nào đó để mà còn có cái để mà mua cái lãng mạn đó cho bạn. Đó chứ còn bây giờ là chặt hết đường sống rồi. Khi mà còn giữ được tiền trong túi thì sẽ bớt cái sở thích đi lụm vàng. Rồi cố gắng khắc phục nghe. Dạ. Rồi, xin chào hai bạn.